Với điều kiện đất đai màu mỡ và khí hậu nhiệt đới như nước ta thì có một loại cây lương thực mà ai cũng biết, đó là khoai lang. Và chúng ta thấy là khoai lang thì làm được rất là nhiều món, không những là canh hay là chúng ta có thể là làm bánh hay là nấu chè vân vân. Và đọt khoai lang thì cũng được dùng trong bữa ăn hàng ngày. Chúng ta có thể là nấu canh hay là chúng ta cũng có thể ăn sống hay là luộc gì đó tùy theo mọi người. Nhưng mà cũng là một món ăn rất là dân dã, rất là ngon mà lại là dễ tìm nữa, đúng không ạ? Và trong Đông y thì các nhà nghiên cứu cũng nghiên cứu rằng là khoai lang cũng có mặt trong một số vị thuốc và còn được gọi là sâm nam. Như vậy thì thực hư việc là khoai lang nó có chất dinh dưỡng như thế nào cũng như là có tác dụng trị bệnh ra sao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Món ăn và thuốc ngày hôm nay cùng với Lương Y Nguyễn Công Đức, quý vị nhé. Xin chào Lương Y ạ. Chào Thúy Liễu, chào bà con đang xem đài. Thưa Lương Y, không biết là cây khoai lang có hàm chứa dinh dưỡng gì mà các nhà nghiên cứu lại gọi là sâm nam ạ? Vâng. Khi nói tới sâm là người ta hình dung tới cái chuyện là nó phải bổ. Như thế thì cái dinh dưỡng nào ở trong cái củ khoai lang mà người ta gọi là sâm? Thì qua nghiên cứu thì không phải chỉ ở trong nước mà ở các nước trên thế giới người ta cũng thấy rằng trong khoai lang nó chứa nhiều chất gây dinh dưỡng. Đầu tiên là thí dụ như cái màu vàng ở đây thì người ta thấy nó là hình dung đến cái carotene, hay là beta carotene, tức là provitamin A. Thì như vậy là vitamin A là cái đầu tiên để cho là đen râu tóc này, làm cho sáng mắt này, làm cho đẹp da. Đó là cái thứ nhất. Rồi trong đó người ta thấy cái calo của nó cũng vừa phải thôi, nó không làm cho béo phì. Cái nữa lipid cũng ít cho nên là cũng không làm cho béo phì. Rồi nhưng mà cái quan trọng là natri kali là có hiện diện trong củ khoai lang, cho nên nó làm cho chắc xương, chắc răng. Rồi carbohydrate cũng vừa phải để cho nó cũng không có béo phì. Nhưng mà đặc biệt là vitamin C cũng có hiện trong cái củ khoai lang. Và sắt cũng có, magie cũng có. Đó là các cái dinh dưỡng và các cái vi lượng đó đủ nói lên là cái bổ của trong củ khoai lang. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều màu. Nhưng mà thật sự người ta nghiên cứu, người ta thấy trong mỗi cái đó nó có cái khác nhau. Thí dụ đây là khoai lang mà nó là màu cam hay là màu vàng. Thì tôi mê cái màu này, tại vì có hướng dẫn cho bà con một số bài thuốc thì thấy rất là hiệu quả. Tôi sẽ nói sau. Có củ khoai lang trắng, có củ khoai lang tím. Thành ra là những cái màu sắc của cái củ khoai thôi, nhưng cái dinh dưỡng của nó là giống nhau. Và như vậy thì Thí Liễu thấy là người ta dùng khoai lang như là giảm cân đó Lương Y. Nhưng mà lại có một số người cho rằng là do nó nhiều chất dinh dưỡng như vậy nên nó không có giảm cân đâu mà làm tăng cân nữa. Thì không biết có đúng hay không ạ? Tăng cân là vì người ta ăn nhiều. Chứ nếu mà thực ra khi mà ăn khoai lang á là nó là cái dạng tinh bột chính mà, cho nên nó no. Người ta không ăn nhiều đâu, mà không ăn nhiều thì không có tăng cân. Dạ, như vậy thì một ngày chúng ta ăn bao nhiêu là đủ ạ? Thực ra nửa củ này là đủ nè. Nửa củ khoai lang, tức là nếu mà như này là một miếng này gọi là nửa củ nè, bao nhiêu đây là đã đủ rồi. Nhưng mà nếu mà ăn vào buổi sáng thì tốt. Và có một cái vấn đề đặt ra nữa, thì ngoài cái củ khoai lang ra còn cái bộ phận nào nữa mà có thể vừa là thức ăn mà vừa là làm thuốc được hay không? Thì người ta thấy thứ nhất là cái đọt khoai lang, là nếu mà ta hấp hoặc là luộc ăn thì giải quyết được cái táo bón. Này vì cái chất xơ, cái cellulo nó nhiều ở trong cái đọt khoai lang, nó chống được táo bón. Cái thứ hai, cái vỏ của khoai lang thì hai cái nước mà châu Á nó là nghiên cứu rất kỹ là củ khoai lang vàng và khoai lang trắng. Lấy cái vỏ của nó uống, cái là cái vỏ tươi á, mỗi ngày đâu có nhiều, chỉ cần 20 gram thôi là nấu với 1 lít nước để uống trong ngày, thì coi như trong ngày đó là đường huyết ổn định. Tức là nó đã tham gia trong cái việc là trị tiểu đường. Và một cái chúng ta thấy lên lưu ý là ngoài cái dinh dưỡng các vi lượng ra thì ta thấy cái
oxalate ở trong cái củ khoai lang khá cao. Đây là một trong những cái mà thành phần mà nó hiện diện trong cái sỏi thận, tức là oxalate canxi. Cho nên chúng ta nên, những người mà đã có sỏi thận, ví dụ 1-2 ly là làm ơn là bớt, không nên ăn. Không có nghĩa là bỏ hẳn, nhưng mà bớt lại không ăn, vì cái oxalate trong này nó là đối với người sỏi thận là không hợp. Dạ, như vậy thì những ai thì thường xuyên nên sử dụng khoai lang, và những ai thì không nên hẳn luôn, thưa Lương Y? Vâng, những người mà đã bị ung thư hoặc là muốn ngừa ung thư thì nên dùng cái củ khoai lang tím, vì trong đó nó có một cái anthocyanin. Đây là một cái chất mà nó chống lại các cái ung thư, đặc biệt là ung thư bàng quang, ung thư ruột kết và ung thư đại trực tràng. Nhắc lại nghe, là khoai lang tím, nó có chất chống ung thư, nó có tên là anthocyanin. Khoai lang nó có lợi trong cái trong y học. Thứ nhất là nó tăng cường hệ thống miễn dịch, là vì nó có beta carotene, vitamin A nó nhiều, như đã nói là nó bổ mắt, nó làm cho đẹp râu tóc, nó làm cho sáng da. Cái nữa là bảo vệ đường tiêu hóa, tức là nó nhuận trường, cho nên là cái thức ăn mà cặn bã không lưu lâu lại ở trong đại tràng là giúp cho là bệnh đại tràng không bị nữa. Cái nữa là tăng cường trí nhớ. Tại sao nó tăng cường trí nhớ mà hay vậy? Tức là những cái vi lượng như magie nè, rồi nó có canxi nè, đó, những cái đó là những cái mà nó vừa tăng cường trí nhớ mà đồng thời nó chống lo âu đối với những người mà có cái hội chứng là lo âu. Một cái nữa, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu như tôi đã trình bày hồi nãy, tức là cái vỏ ha, duy trì quản lý cân nặng này. Hôm đấy mình trả lời lại cái hồi nãy là ăn nó thì nó béo chứ sao nó là vì nó ít calo này, nó nhiều xơ, nó có nhiều protein, là nó giúp giảm ha, giảm cân nhờ là mình không có ăn nhiều đó. Rồi bổ sung vitamin A thì cũng đã nói rồi. Giảm căng thẳng là vì sao? Vì nó có nhiều cái magie, nó giảm luôn cái lo âu. Rồi khoai lang tím như đã nói có nhiều cái anthocyanin, nó là ngừa được các cái ung thư ha, nhất là phát triển của tế bào ung thư trong bàng quang, trong ruột kết, trong dạ dày và trong vú ha. Gọi là nói tóm lại, tức là nó đã tham gia trong cái việc ngăn ngừa ung thư ha. Còn mà nếu mà cái vỏ phòng cái ung thư tiền liệt tuyến và đại trực tràng, rồi cải thiện sức khỏe da và tóc, vì nó nhiều vitamin trong đó, có vitamin E ha, nó giảm stress, nó tăng cường cái oxy hóa và nó kích thích là mọc tóc. Nó như vậy, ta hỏi, tao nói lỡ mà hói thì có mọc này được hay không, thì cứ thử đi, nhưng mà nó còn nhiều cái biện pháp khác nữa nha. Rồi vitamin C này giúp gì? Giúp tổng hợp cái collagen ha, giúp cho tăng các cái sắc tố và ngăn cái lão hóa da, và đồng thời là giúp giảm mụn trứng cá, tức là ăn nhiều cái khoai lang thì mụn trứng cá nó bớt. Và nếu mà vết thương lâu lành thì ăn khoai lang nó cũng làm cho mau lành các cái vết thương. Và cũng nhân đây xin giới thiệu với bà con một cái món ăn mà từ cái dĩ nhiên cái chương trình của chúng ta là món ăn bài thuốc, như đã nói thì chè khoai lang cũng được nè. Rồi là có cái nồi canh mà trong chùa mỗi ngày rằm mùng 1 hay nấu cái nồi canh này, gồm có bí đỏ, có canh khoai kiểm. Lang canh gì? Canh kiểm. Canh kiểm, rất là ngon, rất là hấp dẫn ha. Đó thì mình thấy cái khoai lang nó có như vậy. Đó là món ăn. Ngoài ra là trong lagu, rồi trong các cái món ăn thì ta thấy có. Nhưng mà nếu nói món ăn thì chúng ta phải lưu ý nha. Lưu ý là nếu mà ăn khoai lang thì không nên kết hợp nó với những cái gì. Thứ nhất là với trứng. Trứng nha. Trứng mà trứng gà, trứng vịt nó mà ăn với khoai lang thì nó khó tiêu giống gì hết á, nó không tiêu hóa, cho nên là nó làm cho mình nặng nề, nó mệt. Cái thứ hai là thịt gà mà hầm với lại khoai lang thì nó nói là cử. Nhưng thực ra trong món lagu thì rõ ràng là có vẫn chứ có. Hay là món kiểm thì vẫn có bí đỏ chứ, nhưng mà người ta lưu ý mình vậy thôi. Những cái món mà không nên ăn cùng. Tóm lại thì món ăn và bài thuốc trong cái chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Long An, có sở dĩ mà tôi muốn giới thiệu cái
cái củ khoai lang là vì cái bài thuốc mà nhiều người rất là cần, mà nhiều người cũng mong muốn để được biết đó là cách nào, hoặc là có cái bài thuốc nào mà hỗ trợ đối với người đã bị ung thư rồi. Người ta ăn cơm không được, ăn cháo không được, ớn quá, ngoài cái brochure tức là sữa ung thư, thế còn cái món nào mà lại giới thiệu hôm nay, xin thưa với bà con, đó là cái món mà khoai lang. Yeah. Khoai lang mà vàng như thế này này, nó gồm có là khoai lang nửa củ thôi, mình nói một ngày mà nửa củ khoai lang vàng. Yeah. Một củ là khoai sọ, ha, khoai sọ là khoai môn mà củ nó nhỏ đó, ha, nó nhỏ xíu thế này thôi, mà khoai sọ thì đúng là gọt đó, là nó hay ngứa, nó ngứa tay, cho nên là đầu tiên là phải ngâm rửa, lấy bàn chải sắt đánh cho nó sạch cái lông đi, rồi sau đó mới gọt vỏ. Tôi nhắc lại nè, nửa củ khoai lang, một củ khoai sọ thôi, gạo là một nhúm, tức là cái tay của mình làm một nhúm, mình để riêng, mình nấu là nấu cháo, nhưng mà để cho nó ngon thì chúng ta là dùng nước súp. Súp thì gồm có là xương heo, xương bò gì cũng được, có thể thịt nạc, nấu lấy cái nước đó ha, có gia vị hòa chung với cái cháo mà chúng ta vừa nấu hồi nãy đó. Có khoai lang, khoai sọ với lại gạo là thành ra món cháo và món súp đó. Là ăn trong một tuần là 3 lần. Thay cơm, thay tất cả các loại thì coi như yên tâm, coi như nó cho một ngày là một viên là uống để ngừa ung thư tái phát. Thì bây giờ mình phối hợp với cái món ăn mà gồm có khoai lang, khoai sọ và cái súp kia thì coi như là bà con cứ yên tâm, vĩnh viễn là mạnh khỏe luôn, không phải lo gì ung thư trái phát gì được. Dạ, nó tác dụng ngừa ung thư đúng không? Đúng à? Như thế. Dạ, cảm ơn Lương Y rất là nhiều ạ. Vâng ạ. Đặc biệt là bài thuốc mà Lương Y vừa chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, Lương Y đã chia sẻ cho chúng ta rất nhiều công dụng của khoai lang, không chỉ là củ khoai lang mà còn rất là nhiều thành phần của dây khoai lang đúng không ạ? Và bây giờ thì chương trình Bảo Hành Thuốc cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.